trả lại đây quyền phúc quyết của toàn dân. Dân biết điều gì dân cần để tự do mưu cầu hạnh phúc. Trả lại đây quyền chính đáng của người dân. Dân biết chọn gì cho mình, cho thái bình non nước Việt Nam. Xin trân trọng kính chào quý vị khán thính giả. Kính thưa quý vị, vào ngày 25 tháng 7 này, ông Trương Tấn Sang, Chủ tịch nước của Cộng sản Việt Nam sẽ đến Hoa Kỳ hội kiến với Tổng thống Barack Obama. Một phong trào vận động ký thỉnh nguyện thư gửi cho Tổng thống Obama đã được vận động để mà tranh đấu nhân quyền dân chủ Việt Nam với tên gọi Chịu Con Tim. Hôm nay tôi xin được phỏng vấn hai người bạn trẻ rất là tích cực hoạt động cho phong trào này, đó là ngồi kế bên Tô Uyên Hồng Thuận và nam ca nhạc sĩ Mai Thanh Sơn. Và xin mời quý vị khán thính giả theo dõi buổi nói chuyện đặc biệt sau đây. Chào Hồng Thuận và chào Mai Thanh Sơn, hai em khỏe không? Dạ, hello chị Tô Uyên và xin kính chào quý khán thính giả của đài truyền hình SBTN. Dạ, em xin chào chị cũng như là quý khán thính giả của đài truyền hình SBTN. Trước hết thì cho chị tôi xin được hỏi hai em là về cái lý do tại sao hai em lại gọi là có cái phát động phong trào ký thỉnh nguyện thư này và cái nội dung nó của cái thỉnh nguyện thư này nó như thế nào, thưa Hồng Thuận và thưa Mai Thanh Sơn? Dạ thì có lẽ là quý khán thính giả cũng biết là cái phong trào Chịu Con Tim này thực ra nó đã bắt đầu từ rất là lâu rồi. Từ cái kỳ mà mình có một cái thỉnh nguyện thư để mà gửi đến Liên Hiệp Quốc và cá nhân anh Trúc Hồ cũng như là đài truyền hình SBTN đã khởi xướng và có đi đến Geneva để mà trao cái thỉnh nguyện thư 135.000 chữ ký đến cho Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc. Gặp mặt cái bà chủ tịch của Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc và trao cái lá thỉnh nguyện thư đó. Thì từ đó đến bây giờ cái phong trào này nó vẫn tiếp tục, khi mà chúng ta có những cái sự kiện gì mới liên quan đến vấn đề nhân quyền thì phong trào vẫn tiếp tục vận động. Thì như là chị Tố Nguyên nói hồi nãy đó, là sắp tới đây ngày 25 tháng 7 thì ông Chủ tịch Cộng sản Việt Nam Trương Tấn Sang sẽ đến và hội kiến với ông Obama ở Tòa Bạch Ốc. Thì nhân cái cơ hội này và chúng ta là những công dân người Mỹ gốc Việt sống ở Hoa Kỳ, một cái đất nước đứng đầu trong vấn đề tự do cũng như là dân chủ, nhân quyền, thì chúng ta phải làm sao vận động Tổng thống Obama để mà đặt vấn đề nhân quyền trong cái cuộc hội kiến lần này với ông Trương Tấn Sang. Thì cái đó là cái lý do của cái cuộc vận động kỳ này, thưa chị. Mai Thanh Sơn có thể chia sẻ cho quý vị khán thính giả biết là cái động cơ gì thúc đẩy Mai Thanh Sơn gọi là có cái sự involved for chiến dịch Chịu Con Tim như thế này em? Dạ vâng, thưa chị và như kính thưa quý khán thính giả, thì cũng khá là lâu rồi. Kể từ mà lúc mình bắt đầu biết đến nhạc sĩ Việt Khang, cũng như là rất là nhiều những các anh chị em, những người bạn trẻ ở trong nước mà họ đã đấu tranh cho nhân quyền, thì họ đã làm cho rất là nhiều các anh chị em nghệ sĩ, cũng như là riêng bản thân của Mai Thanh Sơn, mình chú ý, mình quan tâm nhiều hơn về cái vấn đề nhân quyền của người Việt Nam ở trong nước. Thì em thì cũng chẳng làm được gì nhiều cũng chỉ là một người nghệ sĩ thôi, thì mình làm được gì thì mình làm. Mình cái mà Sơn muốn đó là kêu gọi những cái bạn trẻ, những người đồng trang lứa với lại Martin Sơn, mình những người mà họ chưa có dịp để họ biết nhiều đến những cái sự kiện cũng như là những cái vấn đề nhân quyền ở Việt Nam, thì Sơn ráng làm sao mà có thể đem những cái thông điệp, đem những cái message đến tất cả những cái bạn trẻ. Thì cũng như các anh chị em nghệ sĩ, thì tụi mình hát, tụi mình làm những cái video clip, tụi mình đăng lên Facebook cho mọi người cùng nghe, cho YouTube, mọi người everywhere. Yeah. Thì well, you know, there's nothing much I can do that. I mean, that's all I can do. But you know, my heart is with them. Yeah. Thường thường
Chị Tuyên thấy rằng là trong vai trò của những nghệ sĩ thì cái tiếng nói cũng rất là có cái sự ảnh hưởng đối với các bạn trẻ, bởi vì thường thường như là Mai Thanh Sơn hay là một số ca sĩ đều có khán giả riêng, có fan riêng. Yeah. So khi mà Mai Thanh Sơn quyết định gọi là ủng hộ cái chiến dịch chuyện con tim thì chắc chắn là sẽ có nhiều bạn trẻ thấy được cái đó là một cái điều rất là hay và một cái điều nên làm để mà noi gương, đúng không em? Dạ, yeah, dạ yeah, đúng. Sau đó là một cái công việc chị tôi nghĩ rằng là rất là hiệu quả và rất là có ý nghĩa. Thì không biết là bởi vì chỉ còn vài ngày nữa thì cái cuộc hội kiến này nó sẽ diễn ra ở tại tòa Bạch Ốc bên DC, đúng không em? Yeah, đúng. Thì riêng Hồng Thuận nghĩ thì những cái sự vận động gì mà cộng đồng Việt Nam chúng ta cần phải làm để có cái hiệu quả trong cái chiến dịch này? Yeah. Thì trước hết là có lẽ cho Hồng Thuận chia sẻ một số những cái vận động mà Triệu Con Tim đã và đang làm cho cái ngày 25 tháng 7 sắp tới đây. Thì như là hồi nãy mình có nói qua là chúng ta đang có một cái chiến dịch gửi thư trực tiếp đến cho Tổng thống Obama. Thì hiện giờ trong vòng 6 ngày kêu gọi thì hiện giờ chúng ta đã có khoảng, nếu mà Hồng Thuận nhớ không lầm, là 8.430 mấy lá thơ đó. Cho đến bây giờ, dạ, đó, ngay bây giờ. Cái giờ phút này, dạ vâng, và chúng ta chỉ mới kêu gọi trong vòng 6 ngày mà thôi. Thì ở đây nó khác với một cái thỉnh nguyện thư bình thường, là khi mà một cái thỉnh nguyện thư bình thường thì chúng ta ký tên, và nếu mà chúng ta có 10.000 người ký tên đó thì sẽ có một cái lá thư với 10.000 chữ ký được gửi đến tòa Bạch Ốc. Nhưng mà nếu mà chúng ta gửi thư trực tiếp như cái kiểu này đó thì chúng ta sẽ có 10.000 lá thư sẽ gửi đến tòa Bạch Ốc. Thì đây là một cái phương cách vận động khá hữu hiệu hơn mà Hồng Thuận cảm thấy là nó hữu hiệu hơn khi mà tòa Bạch Ốc họ nhận 10.000 lá thư từ người dân, đúng không ạ? Thì ngoài cái vấn đề gửi thư đó thì chúng ta cũng có nỗ lực vận động một số những người dân biểu để mà cũng gửi thư đến cho Obama. Chúng ta phải có nhiều áp lực từ nhiều phía khác nhau đó chị. Thì hiện nay đến giờ thì có một ông dân biểu là ông Ed Royce có gửi một cái lá thư đến cho Obama vào thứ năm tuần trước. Rồi thứ ba sắp tới đó thì sẽ có một cái lá thư chung. Bây giờ hiện đã có 36 người dân biểu ký tên vào cái lá thư chung đó rồi để gửi, và cũng như là áp lực Obama làm sao mà nói về vấn đề nhân quyền trong cái buổi hội kiến kỳ này. 10.000 lá thơ hả em? Gửi thẳng cho tòa Bạch Ốc thay vì là 10.000 chữ ký thì như Hồng Thuận có chia sẻ thì nó rất là hữu hiệu hơn. Đúng rồi. Tại sao cái chiến dịch năm ngoái mình không làm cái điều đó? Dạ, thì nó khác một cái đó là trong cái chiến dịch kỳ này đó mình làm qua một cái hệ thống, nó gọi là hệ thống CapWiz. Thì đây là một cái hệ thống vận động, là một cái hệ thống mà được người ta dựng lên để mà vận động những chính giới ở Hoa Kỳ. Còn cái kỳ trước mình làm một cái thỉnh nguyện thư là mình gửi đến những bộ ngoại giao các nước khác nhau trên thế giới, cũng như là gửi đến cho Liên Hợp Quốc. Thì nó không có qua cái hệ thống này được, thưa chị. Và khi mà làm cái hệ thống này cho kỳ này đó thì những nước ở, những người dân Việt Nam ở nước ngoài như bên Úc với Canada có thể gửi được hay không, hay là bởi vì nó là một cái hệ thống khác không làm được cái điều đó? Dạ, cái hệ thống này đó thực ra nó chỉ dành cho người Mỹ, công dân Mỹ gửi thư mà thôi. Nhưng mà trong cái chiến dịch kỳ này thì mình cũng muốn nhiều người khác tham gia vô và gửi thư đến Obama luôn đó. Thì cho nên mình cũng mở rộng ra cho người bất cứ ở đâu cũng được hết, mà ngay cả Việt Nam luôn. Dạ. Good to know. Dạ. Thưa quý vị, xin quý vị khán giả vẫn tiếp tục giữ màn hình SBTN. Chúng tôi sẽ trở lại sau phần quảng cáo thương mại. Ngày 25 tháng 7 tới đây, Chủ tịch Nhà nước Cộng sản Việt Nam Trương Tấn Sang sẽ đến Hoa Kỳ hội kiến Tổng thống Barack Obama về quan hệ ngoại giao giữa hai nước. Đây là lúc chúng ta, đặc biệt những công dân Hoa Kỳ gốc Việt, cần tận dụng vai trò của mình để vận động Tổng thống Obama trên nền tảng truyền thống, yêu chuộng tự do, dân chủ của đất nước Hoa Kỳ. Tổng thống Obama cần phản đối những vụ vi phạm nhân quyền ngày càng nghiêm trọng tại Việt Nam và yêu cầu nhà cầm quyền Hà Nội trả tự do cho luật sư Lê Quốc Quân, tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ, nhạc sĩ Việt Khang, blogger Điếu Cày, Paulus Lê Sơn, doanh nhân Trần Huỳnh Duy Thức, sinh viên Nguyễn Phương Uyên, Đinh Nguyên Kha và tất cả các tù nhân lương tâm khác. Kính mời quý vị bấm vào đường dẫn www.democracyforvietnam.net để gửi thư trực tiếp đến Tổng thống Obama và kêu gọi ông hãy cùng đứng với Đại khối dân tộc Việt Nam. Một quan hệ Mỹ-Việt bền vững phải đặt nền tảng trên sự hiện hữu của công bằng, xã hội, nhân quyền và phát triển kinh tế quân bình tại Việt Nam. Phong trào Triệu Con Tim, một tiếng nói trân trọng thông báo. Chúng tôi xin cảm ơn sự theo dõi trở lại của quý vị khán thính giả. Tôi xin được tiếp tục vào chương trình với phần 2, thì xin hỏi nam ca nhạc sĩ Mai Thanh Sơn rằng em có thể chia sẻ cái tiến trình mà hòa âm cũng như là hợp tác với các anh chị em nghệ sĩ cho cái nhạc phẩm Trả Lại Cho Dân được không?
Thưa chị, lần trước khi mà mình làm cái bài Triệu Con Tim á, thì Mai Thanh Sơn được biết nhiều hơn là bởi vì khi mà anh Hồ ngồi viết cái bài đó thì Mai Thanh Sơn ngồi kế bên rồi cũng có nghe rồi đại khái là gọi là in the process of writing a song thì mình cũng biết, nhưng mà lần này thì rất là bất ngờ anh Hồ email cho tất cả mọi người và nói là ok thứ tư này mình vào mình thâu bài này nha, mà cũng không ai biết bài đó là bài gì nữa, chắc cũng nghĩ là chắc bài mới của anh Hồ thì ok thứ tư vô thâu, nhưng mà vui lắm tại vì không có biết là sẽ quay đó, cho nên là đứa thì đi dép Lào, đứa thì mang quần đùi rồi đứa mặc áo ba lỗ kỳ lắm, tại vô phòng thâu mà Đâu mình nghĩ là thoải lên mái mình tự nhiên thôi. Thì TV tụi em vào phòng thâu thì tại vì không đứa nào biết trước cái bài, cho nên là cả đám bu lại bắt đầu ngồi nghe đó. nghe xong rồi học bài. Thì thực sự mà nói thì cho đến bây giờ Mai Thanh Sơn vẫn chưa có biết chắc chắn được tác giả của ca khúc đó là ai, chỉ biết được cái nghệ danh thôi. Mà khi hỏi anh Hồ thì anh Hồ nói là của một người ở trong nước, một người rất là quen, nhưng mà thì anh Hồ không không muốn nói thì mình cũng không hỏi thêm, Không hỏi thêm. nhưng mà đó là một ca khúc rất là hay. Và thưa chị là khi mà hát một bài hát mới cũng như là một bài hát nào mà mình nói về những cái thực tế hiện tại ở Việt Nam thì thực sự khi mà lần đầu tiên hát những ca khúc đó thì ai cũng đều có những cái cảm giác xúc động như nhau. Vâng thì Ai là người khóc đầu tiên và khóc nhiều nhất? cái đó thì Mai Thanh Sơn không biết, nhưng mà nhìn mặt ai cũng cũng u sầu cũng thê lương hết nhưng mà đó là một cái ca khúc rất là hay. Mà Mai Thanh Sơn nghĩ là và cũng sẽ mong rằng nó sẽ mang được một cái thông điệp đến với tất cả mọi người, cũng như là sẽ làm cho rất là mọi người sẽ ủng hộ thật nhiều vào trong cái chiến dịch để mà gửi thư đến Tổng thống Obama, cũng như là Trinity vừa nói thì một cái lá thư với 10.000 chữ ký so với lại 10.000 lá thư gửi vào thì nghe có vẻ cái option thứ hai nó khủng hoảng hơn đúng không ạ? Thì Hữu hiệu nó ghê gớm hơn đấy. Thì Mai Thanh Sơn một lần nữa cũng mong muốn và kêu gọi quý vị là chúng ta đã rất là thành công với cái thỉnh nguyện thư Triệu Con Tim, thì lần này chúng ta sẽ một lần nữa lại làm nên lịch sử giống như là chiến dịch Triệu Con Tim. Hồng Thuận, em có những cái hy vọng gì với cái thỉnh nguyện thư này cho công cuộc đấu tranh cho cái chuyên dịch gọi là Triệu Con Tim, để mà chúng ta mong rằng cái công cuộc đấu tranh này giành lại dân chủ cho đất nước Việt Nam. Thì cũng rất là hy vọng là từ nhiều những cái áp lực khác nhau, như là từ những người dân gửi thư, từ những vị dân biểu gửi thư, cũng như là từ những cái tổ chức nhân quyền quốc tế gửi thư đến cho Obama, thì ông sẽ lắng nghe cái nguyện vọng của người dân cũng như là tất cả mọi người, thì cái vấn đề nhân quyền phải làm sao đặt lên hàng đầu trong cái lần hội kiến này với ông Trương Tấn Sang, và hy vọng là chúng ta sẽ có một cái sự nhắc nhở nào đó về những người tù lương tâm Việt Nam, như là quý vị biết là Phương Nguyên, Nguyên Kha, Việt Khang, Trần Huỳnh Duy Thức, Lê Quốc Quân, vân vân, còn rất là nhiều người nữa, thì hy vọng là chúng ta sẽ nghe những cái tên này được nhắc tới trong cái lần gặp gỡ này với ông Trương Tấn Sang. Nói đến những người tù lương tâm, và đặc biệt là những bạn trẻ mà đã đang bị cầm giam ở trong nước, thì không biết là Hồng Thuận có những cái tin tức mới nhất về những người bạn trẻ này hay không em? Em có thể tiết lộ một cái gì đó hay không? Một cái tin tức mà mới nhất đó mà Hồng Thuận nghe mà là Hồng Thuận cảm thấy rất là đau lòng, đó là anh Điếu Cày đang tuyệt thực Tuyệt trong thực. tù, đến hôm nay là đến ngày thứ 29 rồi thưa chị. Và thực sự cái vấn đề mà tuyệt thực, thì vừa rồi chúng ta cũng có nghe tin của ông Cù Huy Hà Vũ tuyệt thực trong tù, và kỳ này thì đến phiên anh Điếu Cày. Và anh Điếu Cày, như quý vị biết, đó là anh đang bị cầm tù với cái bản án là 12 năm tù, và anh là một người blogger trong nước, Mà thì chúng ta ngoài không biết cái tình trạng của anh bây giờ nó sẽ đi như thế nào. Nhưng mà Hồng Thuận biết chắc một điều, đó là anh Điếu Cày từ trước đến giờ biết con người của anh, thấy những hoạt động của anh, được dịp nói chuyện với anh, thì Hồng Thuận biết là anh làm bất cứ chuyện gì cũng là vì làm cho những người xung quanh, làm cho dân tộc và đất nước. Cho nên Hồng Thuận nghĩ là cái cuộc tuyệt thực kỳ này nó cũng đặt trọng tâm những cái đặc tính đó của anh, thưa chị.
cái điều mà chúng ta sống ở Mỹ, chúng ta thấy rằng là những cái tin tức nó xảy ra hàng ngày, chẳng hạn như là cái tin mà nó rất là controversial hồi tuần trước khi mà cái bản kết án cho Trayvon cho Zimmerman kết thúc, thì even cái đó nó cũng được cái sự chú ý đến của Tổng thống Barack Obama, và cũng mới mấy ngày trước ông cũng có chia sẻ những cái điều riêng tư của ông về cái case này. Nhưng mà cái điều mà chúng ta mong muốn trong cộng đồng chúng ta là được ông nhắc đến cái quyền tự do dân chủ, và người dân Việt Nam có thể có cái tự do để mà tự do dân chủ, tự do báo chí, tự do ngôn luận, tự do tôn giáo. Thì nếu mà chúng ta được ông nhắc đến trong cái cuộc gọi là họp kỳ này đó, và publicly announce mà truyền thông Hoa Kỳ hay là truyền thông ngoại quốc mà có thể capture được những cái soundbites đó, chị nghĩ nó rất là hữu hiệu. Bởi vì có nhiều cái tin tức nhiều như cộng đồng người châu Á, không phải châu Á, người African American, họ raise được cái concern về cái case của Zimmerman và cho ông Obama nói đi được vài lần, thì tại sao mình không làm được cái điều đó, đúng không, Hồng Thuận? So, riêng với cộng đồng Việt Nam chúng ta tại Hoa Kỳ, ngoài 10.000 lá thơ đó, thì em nghĩ rằng là có những cái điều khác, sự tranh đấu khác mà cộng đồng Việt Nam chúng ta tại Hoa Kỳ có thể làm để mà có cái sự hữu hiệu hơn, get được cái attention của Tổng thống Barack Obama hay không? Em nghĩ đó là 10.000 lá thư chỉ là một cái chiến dịch tạm thời thôi. Khi mà nó có một cái gì đó, sự kiện gì đó xảy ra thì chúng ta liền có một cái cuộc vận động tạm thời. Nhưng mà nói về những cái sự vận động mà thường xuyên và kéo dài, lâu dài đó, thì chúng ta phải tiếp tục vận động những người dân biểu, tại vì họ là những người mà do chúng ta bầu. Ở tại địa phương của chúng ta thì họ đại diện cho cái tiếng nói của chúng ta, thì chúng ta có cái quyền trong cái tiếng nói đó, thì chúng ta phải tiếp tục vận động họ, tiếp tục gặp gỡ họ thường xuyên, những người dân biểu, thượng nghị sĩ của chúng ta, cũng như là Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, v.v. Thì đó là những cái tiếng nói có ảnh hưởng đối với chính quyền của Obama, và hy vọng chúng ta có thể ảnh hưởng lên cái vấn đề nhân quyền. Và cái chuyện đó phải làm ngay lập tức. Và vẫn cái chuyện đó vẫn gọi là long term investment, đúng không? Cho nên em nghĩ là hình như là mình vẫn đang gây quỹ cho cái Human Rights để mình Human Rights Pact để mình có tiền mình vận động những cái những người dân lobby đó, đúng không? Lobby những cái campaign đó. Rất tiếc chúng ta đã hết rồi. Mời nam ca sĩ Mai Thanh Sơn và Hồng Thuận có những lời chia sẻ có thể gửi đến cho quý vị khán thính giả đang xem buổi nói chuyện ngày hôm nay. Em trước đi, ladies first. Đúng rồi, ladies first, mời Hồng Thuận trước. Dạ rồi, thì trước khi chấm dứt chương trình thì Hồng Thuận một lần nữa xin được nhắc lại là chúng ta chỉ còn có 3 ngày nữa thôi để mà kêu gọi những cái lá thư được gửi đến cho Tổng thống Obama trước khi mà ông gặp với ông Trương Tấn Sang. Thì nếu mà quý vị muốn gửi thư trực tiếp đến cho Tổng thống Obama thì vào cái trang nhà là www.democracyvavietnam.net, và hy vọng là chúng ta cùng góp một lá thư, một tiếng nói của chúng ta để mà khẳng định cái vấn đề nhân quyền cho Việt Nam. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Và cũng như Hồng Thuận vừa nói thì nếu quý vị muốn biết thêm tin tức để mà muốn ký vào những cái lá thư đó thì hầu như là tất cả những cái Facebook của các anh chị em nghệ sĩ trong Asia đều có những cái information đó. Thì quý vị có thể vào Facebook của Mai Thanh Sơn, vào Facebook của nhạc sĩ Trúc Hồ, và mong rằng tất cả mọi người sẽ ủng hộ thật nhiều để ký vào, để chúng ta có được nhân quyền như những người anh em, những người thân, những người thương yêu của mình ở Việt Nam. Cảm ơn quý vị. Cảm ơn nam ca nhạc sĩ Mai Thanh Sơn rất là nhiều, và cảm ơn bạn trẻ Hồng Thuận. Và thưa quý vị, đến đây chúng tôi xin trân trọng kính chào tạm biệt tất cả quý vị khán thính giả. Mong rằng là quý vị nhớ vào mạng lưới đó là www.democracyforvietnam.net để mà ký thẳng thỉnh nguyện thư đến cho Tổng thống Barack Obama. Và xin hẹn gặp lại quý vị vào chương trình kỳ tới. Trả lại đây quyền phục quyết của toàn dân, dân biết điều gì dân cần để tự do mưu cầu hạnh phúc. Yeah.